Vâng, Tâm xin chào cô chú anh chị, xin chúc cô chú anh chị một ngày thật là nhiều sức khỏe ha, và niềm vui cũng như trong công việc và trong cuộc sống thật là nhiều sự thành công miên man đến với gia đình chúng ta. Thì riêng hôm nay Tâm sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một con xe Innova màu bạc, sản xuất năm 2008, số sàn bảng G là bảng đủ cô chú anh chị nha, bảng G là bảng đủ. Cô chú anh chị mình coi ha, cái xe rất là đẹp nha. Cái xe này là sở hữu màu bạc nè, và chủ xe có dán thêm một bộ tem cho nó cá tính, mình thích thì mình để, mình không thích thì mình lọc ra, chuyện hết sức là bình thường ha. Đó, nhưng mà nước sơn bên ngoài rất là đẹp nha cô chú anh chị. Xe này là mình thùng là thẳng băng luôn, không có mớp méo hay là tì vết gì hết ha. Bốn cái vỏ cũng còn khá là tốt, đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2022, bốn vỏ còn tốt lắm, bốn vỏ còn khoảng 80. Đèn thì được gắn bộ bóng đèn siêu sáng luôn, tất cả các tính năng đang hoạt động rất là tốt, và đặc biệt một điều là chạy êm, bao êm luôn, và máy rin nha, máy rin chưa bung, chưa tháo, chưa làm gì hết. Tâm cho nhà mình coi cái xe nó rin và cái góc độ gia đình ha. Xe này thì được có cái là gốc ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu cô chú anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mua con xe này về thì không phải tốn tiền biển số nha. Không có tốn tiền biển số 20 triệu mà chỉ đóng thuế trước bạ rất là bình thường thôi. Vỏ lốp thì còn mới à nha, xe này vỏ lốp còn mới lắm. Đây Tâm cho cô chú anh chị bà con mình coi cái vỏ nè, vỏ còn khá là mới nha, vỏ còn khoảng 80 trở lên ha. Về phần thân vỏ bên ngoài thì khá đẹp nha. Đây cái nước sơn của nó còn rất là óng ánh luôn ha, chưa có mớp méo hay là trầy xước gì hết, và đặc biệt một điều là keo chỉ 100%, không mắc một phân keo chỉ nhỏ nào luôn, không có đắp vá gì hết, nguyên rin gốc thành phố Hồ Chí Minh, sang tên về Bình Dương. Nếu cô chú anh chị nào mua về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bất cứ tỉnh thành nào đi chăng nữa thì đây là một cái sản phẩm đáng được lựa chọn nha cô chú anh chị nha. Xe này đích thân Tâm chạy về nên Tâm cảm nhận được là cái xe này nó chạy rất là êm và tốt ha. Cái này bên Tâm bán cho nhà mình với một cái mức giá cũng cực kỳ là hợp lý luôn nha, 265 triệu ha. 265 triệu là có ngay con Innova 2008 gốc thành phố Hồ Chí Minh đó. Gốc thành phố Hồ Chí Minh, xe thì đẹp từ A tới Z luôn, không có lỗi, không có khuyết gì hết. Ghế nhung nỉ là còn rin và rất là căng, rất là đẹp luôn. Qua lăng cần số thì bao đẹp nha, ghế nhung mà còn căng cứng luôn. Sản xuất năm 2008 bảng G, số sàn gia đình đi, không có dịch vụ kinh doanh nha, 100% là nguyên rin ha, chưa mở bất cứ một con ốc nào hết. 265 triệu cô chú chị ạ, 265 cho con xe Innova bảng G 2008 gốc thành phố Hồ Chí Minh, sang tên về Bình Dương. Cô chú anh chị nào mua xe này sang tên bất cứ ở đâu cũng rẻ tiền hết, bởi vì ngày xưa nó đã chịu mức phí cao rồi nên bây giờ nó sang tên về bất cứ tỉnh thành nào nó cũng rẻ hết. Và trần là nỉ nguyên rin, bộ ghế nhung nỉ là rin căng cứng luôn, màn hình Android, cam hành trình, đồ chơi full hết rồi. 265 triệu là giá chốt nha, Odo 8 vạn 6 tức là 86.000, còn cái chuyện đúng hay sai là hồi sau phân giải nha. Nhưng mà Tâm cảm nhận được là cái xe này rất là cứng nha cô chú anh chị nha. Cái cần khởi động này mà chưa có dấu sờn mòn luôn nè, ba cái cần này, cần Ameya, cần thắng, cần ga nè, chưa có dấu sờn mòn luôn, nên chắc xe này rất là cứng. Và cái option này nè còn nhám, rất là nhám luôn. Cho nhà mình coi ha, cái tắp bi nè đó, còn keo chỉ là Tâm bao hết nha, không mắc một phân keo chỉ nào hết, cửa nẻo đâu là nguyên rin. Cho nhà mình coi ha, đó góc thành phố Hồ Chí Minh chắc xe đẹp lắm, chắc xe rất là đẹp, ghế nhung nỉ rồi rin hết, trần nỉ nguyên rin, ốc là chưa mở con nào hết nha cô chú anh chị nha, ốc bản lề mấy cái hốc trong đây là chưa có mở. Chứng tỏ một điều là chủ xe này đi từ nào giờ không có bị va đụng, không có bị cọ quẹt tai nạn ha. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt cho người mua nha, tín hiệu rất là tốt, bởi vì một cái sản phẩm mà không có bị làm lỗi gì á, mình mua về nó rất là may mắn ha, chứ đừng có xe mà lỗi rồi thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Còn đây là một con xe rin thì nó đem lại may mắn cho gia chủ nhiều hơn đó. Và cô chú anh chị nhà mình coi nè, keo chỉ keo đồ nè, không nguyên rin hết nha cô chú anh chị nha, nguyên rin hết, Tâm đã coi cẩn thận và kỹ lắm rồi ha, Tâm bao cho nhà mình luôn. Nếu mà cô chú anh chị mà phát hiện cái xe này bị lỗi á thì Tâm là người chịu trách nhiệm hết cho nhà mình nha.
bản lề nè, nội thất nè. Vỏ lốp còn khá là mới và cái mâm còn riêng nha cô chú anh chị, mâm còn riêng chưa sơn chưa tốt gì hết nha. Cái lòng dè, lòng sườn rất là đẹp nha, lòng dè nè rất là đẹp luôn, cái gầm cũng đẹp nữa, bọng dè đâu là chưa có khuyết chưa có mắc gì hết nha, keo chỉ là còn đủ hết, sườn bọng nè, vỏ lốp là còn rất là ok nha. Cái xe này là một trong những con xe đẹp nha cô chú anh chị, xe đẹp chứ không phải xe dạng vừa nha. Cái gầm nè, nguyên riêng của nó từ nào giờ luôn mà nó còn đen thùi lùi luôn, chưa có sơn lại hay là giảm giá gì hết ha, rất là đẹp nha cô chú anh chị bà con nha, rất là đẹp. Vỏ xe cua, bánh mâm, đồ đồ nghề, đồ vết đầy đủ. Xe này là lên chạy là chịu liền, Tâm bán 265 triệu là giá chốt ha, Tâm không có bớt nha, bớt thì lời ít lắm. Xe này lời mỏng tanh nè, bởi vì nó đẹp nên mua gấu luôn, rất là nhiều người vô mua không được nhưng mà Tâm vô Tâm thấy nó đẹp quá Tâm mua cao lên là mua được thôi, về phục vụ bà con, chứ mua xe rẻ thì lại dở hơi, giờ chạy không có được rồi đâm ra bà con mắc công nữa không, keo chỉ keo đồ bọng dè rồi, xe rin lắm, keo chỉ đâu là rin ơi là rin luôn từ đầu tới đuôi ha. Ghế nỉ là nhung rin hết nha cô chú anh chị nha, nhung rin hết. Xe này là chủ của quán ăn người ta cũng bận bịu nên người ta cũng ít có sử dụng đó, người ta mắc buôn bán ghế cũng ít có đi, chất xe nó đẹp lắm và chủ xe này thuộc dạng cũng có tiền nên người ta cũng đầu tư xe tới nơi tới chốn ha, và mua cái xe cũng khá là cứng nha. Đây cô chú anh chị coi nè, sườn bọng nè, bọng dè đâu nè, cái xe cứng lắm, keo chỉ là từ trên xuống dưới luôn, kể cả cái bọng dè luôn, không mắc một phân nữa, còn cái sườn là đen thùi lùi luôn, chưa có một cái vết nứt vết gì hết nha. Cho nhà mình coi ha, ghế nhung là còn nguyên rin luôn và còn rất là căng, căng là chứng tỏ là xe này là sử dụng là người chở người rất là ít, nếu mà chở nhiều là cái ghế nhung này nó sẽ nhăn nhúm lại và nó cũ kỹ đi không. Còn cái này là nó rất là đẹp nha cô chú anh chị nha, rất là đẹp luôn, chỉ có mỗi tội là nó hơi bẩn xíu thôi, để về cũng là ok, còn không thích thì mình cứ đem giặt lại cái là sạch bóng, keo chỉ là từ trên xuống dưới luôn, Tâm bao cho nhà mình luôn, táp lô táp bi nè, rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Mấy cái táp bi cửa nè cô chú anh chị thấy không, còn mới tinh luôn nè, và cái máy rất là êm. Ốc nách bản lề là chưa tháo con nào hết nha. Đây cô chú anh chị bà con mình coi nè, ghế nè, đó, củ số nè, chìa khóa đâu, tấp bi đâu, khá là đẹp luôn ha. Màn hình Android, màn hình Android xịn luôn nè, vô mấy cái mặt dưỡng đẹp ghê không, có cam hành trình trước luôn, vô lăng cần số, nói chung là xe bao đẹp nha. Gì nhá, đó cô chú anh chị mình thấy không, rất là đẹp ha, đèn đuốc là sáng trưng luôn, giá này thì tiền nào của đó thôi chứ không phải là mua con xe rẻ mà bán cao được nha cô chú anh chị nha. Đó, mua xe này là mình phải mua gấu chút, mua cao chút thì về mới có xe mà bán mà phục vụ cho bà con, chứ vô mà thấy xe đẹp về mà cứ dựa theo cái xe xấu để mua là không có ai bán cho mình đâu, mà nếu hên lắm mới bán được con xe, mới mua được con xe. Còn mình mua cứ vô xe đẹp mình mua cao chút, cao lên 5-10 triệu 15 triệu cứ mua về bán cho bà con là bà con vui à. Bởi vì mình bán cái xe mà nó chạy ngon á, thì bà con sẽ cảm thấy yên tâm. Còn mình bán cái xe mà bèo quá về bà con đi không được, mình cũng đâu có vui sướng gì đâu. Đó là cái cách làm bên Tâm là như vậy. Nhẫn ơi, nghe điện thoại ông này, ông qua ông coi xe Ford Everest. Đẹp lắm cô chú chị ơi, thật sự là đẹp lắm.
keo chỉ là tâm bao hết nha, keo chỉ là từ trên xuống dưới nè. Xương dọc, xương ngang gì là nó rin hết, chưa có sơn phết gì lại hết. Và cái máy nó khô ren luôn, chưa có rửa nữa. Nè, cái cục mút này còn y luôn nè. Đây, mấy cái xương nè. Không điện gì à? Hỏi xe lên ba đời không? Ai à? Đây, cô chú anh chị coi ha, cái xương nè. À. Đây cô chú anh chị coi ha. Rin lắm, máy rin lắm và khô ren luôn. Máy rin nha cô chú anh chị nha. Ốc treo máy chưa mở nha. Đó, ốc treo máy dưới là chưa có mở, chưa có tháo gì hết. Và cái máy rin và im ru luôn, cục thắng ABS nè, máy nè, ba tem máy còn nguyên nè, và máy là có đóng bụi thôi chứ không có rò một miếng nhớt nào hết, và nổ im ru luôn, nổ rất êm luôn. Cái xe này cô chú anh chị mua đi, bảo đảm cô chú anh chị sẽ cảm thấy hài lòng và vừa ý luôn, bởi vì Tâm chạy rồi Tâm thấy nó êm lắm, êm và nhẹ dữ lắm, bình dầu nè còn rất là đẹp nè, thấy không đó, con xe nó ngon, nó ổn định như vậy thì đâu có một cái sự từ chối nào được. Ở trong đây là chủ xe gắn hai cái kèn, một cái kèn thường và một cái kèn hơi bóp y như là cái xe tốc hành vậy đó. Còn cái kèn thường thì có công tắc chuyển qua chuyển lại, mình không thích thì mình cứ bật qua cái bên thường mình xài, còn mình đi ra thì mình bật kèn kia, muốn bật cái nào bật, nói chung là hai tính năng luôn. Cái gầm của nó đẹp lắm và không có rò một miếng nhớt nữa. Nó 2008 tới bây giờ mà như vậy là cũng là ok lắm rồi nha cô chú anh chị nha. 2008 tới bây giờ mà như vậy là ok lắm rồi. Còn có nhu cầu cao hơn nữa thì chờ xe sau, chứ xe này là như vậy là Tâm cũng cảm thấy nó chuẩn mực lắm rồi đó. với cái phân khúc này và với cái thời gian này thì tìm ra con xe 2008 như vậy là cũng thuộc dạng là kha khá rồi, chứ không phải là dạng trung bình đâu. Đây là dạng khá. Riêng cái phần thân vỏ thì bao đẹp luôn, còn nội thất thì rin hết, ghế nhung, qua lăng cần số đẹp, máy rin chưa bung, gầm bệ là đẹp luôn, gầm bệ đen thùi lùi luôn, không có vết xét, không có vết mục nào hết, và keo chỉ là đủ từ đầu tới đuôi, không có đâm đụng, không có tai nạn và không có ngập nước. Thì con xe nó đầy đủ những cái tính năng và cái tiêu chuẩn như vậy thì không còn cái điểm yếu nào để mà phân tích nữa hết. Nên cô chú anh chị mà nếu mà đang đi tìm Innova thì hãy ghé vô Salon ô tô Duy Tâm để xem con xe này và chạy thử coi nó có hợp với cái ý định của mình hay không. Còn nếu không thì cô chú anh chị ngồi tại nhà đặt cọc cho Tâm 5-10 triệu gì đó làm niềm tin, Tâm sẽ đưa xe xuống cho cô chú anh chị tới nhà cho mình luôn. Nếu như cái xe này đúng như lời Tâm tả thì cô chú anh chị nhận lời mua. Còn nếu mà không có đúng như lời Tâm tả thì cô chú anh chị sẽ hỗ trợ bên anh em tụi này chút đỉnh tiền kinh phí đổ xăng đi lại. Có phụ cũng được, không phụ cũng được, không sao hết. Nhưng mà để nói trước, để mít lòng trước đặng lòng sau, con xe Tâm tả đúng thì xuống cô chú anh chị chỉ có việc là xem, chạy thử, kiểm tra thầy thợ rồi xuống tiền thôi. Chứ còn như tầm xe này mà cô chú anh chị thật sự đi tìm mua thì xuống là sẽ mua liền. Tâm nói vậy là cô chú anh chị mình biết rồi ha. Cái xe nó ổn định lắm, nó chất lượng lắm và nó ok lắm. Và Tâm cũng chốt cho cô chú anh chị nhà mình luôn là 265 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ gốc nha. Giá này là giá chốt nha cô chú anh chị nha. Còn bớt nữa thì bên Tâm lời rất là mỏng nên Tâm không có bán được. Nếu cô chú anh chị mà sẵn sàng yêu thích sản phẩm này thì hãy gọi điện cho bên Tâm là theo số điện thoại là 0917215512 đến ngay xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là sát bên Salon ô tô Duy Tâm nhà em luôn. Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Điện thoại theo số điện thoại là 0917215512 hoặc là có thể search Google là đại lý ô tô Duy Tâm. Đại lý ô tô Duy Tâm Bình Dương là sẽ ra Google để cho cô chú anh chị mình chạy tới nhà luôn nha. Tâm xin kết thúc video và xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại ạ.